Suốt những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn, vợ chồng Thủy Tiên đã đường ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa làm ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên, Công Vinh đã phải đích thân lên tiếng. Về phía Thủy Tiên, cô chia sẻ nhật ký ghi lại những hoạt động đời thường của con gái, ngầm thể hiện cuộc sống gia đình vẫn rất bình yên. Dẫu vậy, một bộ phận cư dân mạng vẫn cho rằng cặp đôi đang cố tìm cách né tránh ồn ào và thực sự đã ly hôn. Cho đến ngày 24 tháng 6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi ăn cùng vợ chồng Thủy Tiên kèm theo dòng trạng thái: "Buổi ăn tối ngon quá, cảm ơn hai em đã mời." Ngay dưới bài đăng, fan hâm mộ thở phào khi thấy Thủy Tiên, Công Vinh vẫn mặn nồng bên nhau. Bên cạnh đó, có người còn cho rằng cặp đôi đi gặp bác sĩ Thịnh để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con thứ hai bằng ống nghiệm IVF. Trước những đồn đoán trên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lên tiếng phân trần rằng: "Đi ăn chơi thôi bầu bị gì trời, ai chụp hình với tôi là mọi người mặc định người ta có bầu." Không chỉ thế, khi có khán giả hỏi thực hư về tin đồn Thủy Tiên, Công Vinh ly hôn, bác sĩ Thịnh lập tức phản hồi: "Thiên hạ cái gì mà nó không đồn, người ta chưa chết còn đồn cho ấy được mà." Hồi cuối năm 2023, Thủy Tiên từng thông báo phải hủy lịch trình một buổi biểu diễn vì lý do sức khỏe. Thời điểm đó, Thánh Soi phát hiện nữ ca sĩ vừa thực hiện một thủ thuật trong quá trình tiến hành phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF. Trong nửa năm qua, Thủy Tiên ít xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên cô chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch sinh con thứ hai. Con gái đầu lòng của Công Vinh và Thủy Tiên nay đã được 11 tuổi, có tên thân mật là Bánh Gạo. Mặc dù nhóc tỳ đã cao lớn, ra dáng thiếu nữ, nhưng vợ chồng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kín dung mạo con gái trước công chúng. Bánh Gạo được đầu tư học trường quốc tế với mức học phí tầm 500 đến 800 triệu một năm, tùy theo cấp bậc. Thủy Tiên từng chia sẻ con gái khá cá tính, năng động nhưng cũng vô cùng tâm lý, biết bảo vệ mẹ trước dư luận. Vợ chồng Công Vinh dành hầu hết thời gian cho con, thường xuyên đưa bé đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Trước đó, Thủy Tiên từng tiết lộ gặp khó khăn đau đớn khi sinh con gái đầu lòng. Hồi đó Tiên sinh Bánh Gạo cũng khó khăn lắm, nhớ hòa cảm giác hồi hộp chờ Tiên sinh rồi niềm hạnh phúc vỡ òa khi mẹ tròn con vuông. Thiệt tình hồi đó Vinh lo lắng lắm, cửa sinh là cửa tử, sợ khủng khiếp. May mắn mà mọi thứ bình an cho gia đình nhỏ của mình. Mà trước đây cứ tưởng lúc sinh là đau đớn nhất rồi, nhưng không phải. Tinh xong còn đau đớn hơn nhiều, nhất là sinh mổ. Tiên thì ốm và mỏng manh, bác sĩ lại bắt phải tập đi ngay khi vừa tỉnh dậy sau mổ. Nhớ hoài cảnh Tiên gắng gượng tập đi từng bước một, đau lắm nhưng không thấy than vãn nửa lời. Rồi những đêm thức trắng chăm con cho con bú. Anh làm chồng nhưng cũng chỉ phụ được đôi ba việc lặt vặt. Muốn lắm nhưng có cho con bú thay Tiên được đâu. Thủy Tiên và Công Vinh hẹn hò từ năm 2008, kết hôn năm 2014. Từ khi kết hôn, cuộc hôn nhân của Thủy Tiên và Công Vinh luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trải qua 10 năm bên nhau, Công Vinh và Thủy Tiên luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đồng hành, chia sẻ trong công việc và tình yêu dành cho nhau. Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng Thủy Tiên, Công Vinh vẫn luôn dành cho nhau tình cảm mặn nồng như vợ chồng son. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình dí dỏm. Cặp đôi dù có khối tài sản lớn nhưng không khoe khoang mà thường kể về những hành động nhỏ, cách thể hiện tình cảm của đối phương. Nói về cuộc sống hôn nhân với Công Vinh, Thủy Tiên từng cho biết ông xã là người ít nói và chủ yếu là hành động. Nam cầu thủ không để bà xã và con gái phải thua thiệt so với bất kỳ ai. "Với tôi, anh Vinh là chồng, cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, tôi và anh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi", nữ ca sĩ cho hay.